bạn có thể đã quen với việc tìm diện tích đường cong. Thật ra, nếu bạn vẫn chưa quen, mình khuyến khích bạn xem lại nó trên Khan Academy. Ví dụ, mình có thể tìm diện tích màu vàng này sử dụng tích phân xác định. Nhưng điều mình sẽ làm trong video này là điều gì đó thú vị hơn nữa. Mình sẽ tìm thể tích của hình mà đáy của nó được xác định bởi diện tích giữa hai đường cong. Trong video này, mình sẽ nghĩ về một hình và mình sẽ vẽ nó ở dạng 3D. Để mình vẽ lại cái này ha, với một chút chiều sâu. Vậy, để cái này là trục Y. Đây là trục X của mình. Đây là đường thẳng Y bằng 6. Đường nét đứt này mình sẽ chỉ cần vẽ như thế này. Và đây sẽ là điểm X bằng 2. Và đồ thị Y bằng 4 nhân log tay pe của 3 trừ X sẽ nhìn như thế này. Vậy khoảng màu vàng này sẽ là khoảng này, nhưng nó sẽ là đáy của một hình 3D. Mà nếu mình lấy một vùng giao nhau ở ngay đây, thì nó sẽ là hình vuông. Vậy thì cho dù chiều dài là bao nhiêu, chiều cao cũng sẽ bằng chiều dài. Và vậy thì vùng giao nhau sẽ là hình vuông. Cho dù sự chênh lệch của hai hàm là gì đi chăng nữa, thì chiều cao cũng sẽ bằng sự chênh lệch đó. Chiều dài này tại thời điểm này là 6, và cũng sẽ là chiều cao. Nó sẽ thành hình vuông, nó sẽ nhìn khá to, có thể mình sẽ phải kéo xuống để vẽ hết toàn bộ hình theo đúng tỷ lệ. Vậy nó sẽ nhìn như thế này, nó nên là hình vuông, nó sẽ nhìn như thế này ha. Và toàn bộ hình sẽ nhìn như thế này. Nó nhìn như vậy đó. Và một số bạn có thể thấy hứng thú nhưng một số sẽ không cảm thấy thế. Mình đã xử lý quá nhiều hình 2D rồi, bây giờ thì tới hình 3D thôi. Nhưng bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi mà bạn đã có tích phân để giúp bạn giải nó. Và để giải nó, mình sẽ phải chia nhỏ hình. Mình chia nhỏ ra thành những lát hình vuông mà có chiều sâu. Vậy hãy chia nhỏ nó ra thành nhiều lát. Mình có thể vẽ chúng ở nhiều nơi. Bạn có thể xem đó là sự chia nhỏ của những lát này mà có chiều sâu rất nhỏ, mà mình gọi là dx. Và mình biết cách để giải thể tích của hình. Vậy thể tích của những lát này là bao nhiêu? Nó sẽ là chiều sâu nhân cho diện tích bề mặt của vùng giao nhau ở đây. Để mình đổi màu khác. Vậy diện tích của phần mình đang tô màu hồng ở đây là gì? Diện tích này sẽ bằng cho đáy của hình mũ 2. Vậy chiều dài của đáy là bao nhiêu? Nó là sự chênh lệch giữa hai hàm này. Nó sẽ là 6 trừ cho hàm ở bên dưới là 4 nhân cho log nepe của 3 trừ x. Và nó sẽ cho mình độ dài đó. Nếu như mình bình phương nó, mình sẽ có được diện tích. Và mình nhân nó cho chiều sâu nhân dx. Và mình có thể tích của phần nhỏ này ở ngay đây. Bây giờ nếu bạn cộng tất cả những thứ này, từ x bằng 0 đến x bằng 2 thì sao? Bạn sẽ có thể tích của hình. Đây là khả năng của tích phân xác định. Mình chỉ cần lấy tích phân từ x bằng 0 đến x bằng 2. Nếu bạn vẽ mà những lát này giao nhau với đáy, vậy lát này ở đây sẽ là ở đây. Dx ở đây ha. Thay vì chỉ dx nhân sự chênh lệch giữa những hàm này, mình sẽ bình phương sự chênh lệch của những hàm này vì mình đang mường tượng diện tích mặt phẳng của hình 3D này thay vì chỉ chiều cao của hình chữ nhật nhỏ này. Nếu bạn tính tích phân này, bạn sẽ có được thể tích của hình mà nó nhìn như cái còi này. Đây không phải là tích phân xác định để dễ dàng mà tính bằng tay. Mình có thể sử dụng máy tính để tính. Vậy thì mình có thể nhấn nút Math và chọn số 9 cho tích phân xác định. Vậy mình chỉ cần nhập dữ liệu vào thôi. Mình đi từ 0 đến 2 để mình mở ngoặc. Vì mình sẽ phải bình phương hết tất cả lên. 6 trừ 4 nhân log nepe của 3 trừ x
và mình đóng ngoặc phần lót nếp pe ha. Sau khi mình đã đóng ngoặc rồi thì mình muốn bình phương nó lên. Mình đang lấy tích phân theo x. Enter và mình có khoảng 26,27. Nó sẽ là thể tích của hình này. Nếu như xét về đơn vị thì nó sẽ là đơn vị khối,